thì lúc đấy cái hình dáng con người nó sẽ biến mất. Vậy thì mà con người nó cũng vậy, nó cũng là một cái pháp nó tụ mức tạng. Nhưng mà những cái mà mình có thể phân chia được bằng cái mắt thường này, nó vẫn chưa thật, nó vẫn chưa phải là cái pháp chân thật. Mà muốn thấy được cái pháp chân thật, cái thực thật tột cùng của nó là gì, bây giờ mình đem một cái tóc lên mình mổ xẻ nó xem ở trong nó có cái gì thôi, thì mình không thể nào mà thấy được cái bản chất ở bên trong của nó nữa. Bởi vì bằng những cái hình thức giác quan thì mình chỉ thấy được như thế thôi, nhưng mà bằng cái trí tuệ thì mới thấy được cái sự thật tột cùng của cái này nó là cái gì, của cái kia nó là cái gì. Thì khi mà một hành giả muốn thấy được cái sự thật tột cùng đấy thì cần phải thực hành cái pháp thiền, gọi là thiền phân biệt về sắc pháp ấy, thì sẽ thấy được sự thật tột cùng của vật chất. Nó chỉ có, thì tất cả mọi thứ nó chỉ là bốn đại trục, đất nước lửa gió và các cái yếu tố, một số các cái yếu tố nương tựa ở trên nó nữa, nó là các cái y đại sinh. Vậy cho nên là bốn đại trục và 24 y đại sinh, tổng cộng là có 28 loại sắc pháp. Trong tất cả các loại vật chất ở trên thế gian này, mà cái mà mình cần phải đặc biệt tìm hiểu, đặc biệt là nghiên cứu, cần phải phân tích, cần phải tuệ chi, cần phải mổ xẻ, cần phải chia sẻ, đó chính là những cái mà mình có cái sự chấp thủ. Ở trên đời mình có cái sự chấp thủ là gì? Mình có tà kiến với cái, thì cái pháp thiền tuệ là vậy. Cái pháp thực hành thiền tuệ là để mở mang cái trí tuệ ra. Cái trí tuệ ra để mình thấy được sự thật. Khi mà cái sự thật nó thấy được, để nó đoạn trừ những cái sai lầm. Tức là nó có thật thì nó phải có giả, nó có đúng thì nó phải có sai. Vậy thì bây giờ mình phát triển cái trí tuệ thì nó phải là diệt trừ cái đối lập với trí tuệ, đó là sự ngu, đó là sự vô minh, tâm tối, si mê. Thì trí tuệ phải đối trị với si mê. Vậy thì cái thực hành thiền tuệ là cần thiết đối với những người có si mê, còn si mê, đang si mê, thì cần phải thực hành thiền tuệ để nó phát triển trí tuệ. Những người có tà kiến thì thực hành cái thiền tuệ để nó phát triển cái chánh kiến. Những cái người mà đang sợ, mình đang bị những cái giả, mình đang chấp trước vào những cái giả tạo, thì bây giờ mình hiểu ra đúng cái sự thật của nó, thì đấy là cái mục đích là thực hành thiền tuệ để mình tuệ chi các sự thật này như vậy. Và cái sự thật mà mình cần tuệ chi và cái đơn giản nhất đó chính là những cái nó thuộc về vật chất ở ngay trong thân thể của con người. Thì cái đấy được gọi là pháp thực hành về phân biệt, về phân tích, về sắc uẩn. Rồi là người ta hay thường có cái câu nói là sắc tức thị không, tức là sắc tức thị không. Thì đấy muốn nói rằng là tất cả những cái gì nó có hình sắc, nó đều không có thật, nó đều là giả tạo. Vậy thì mình phải phân tích nó thì mình mới thấy được cái sự giả tạo của nó, cái sự không thật của nó. Thì đó là cái pháp thực hành thiền tuệ. Thì nó chỉ có thể một cái người mà phân tích ra được những cái pháp chân đế, những cái sắc pháp ấy, thì là bắt buộc cái người đó phải có một cái định lực, tức là đã phải phát triển được một cái mức định, ở cái mức như là nếu như vì nó có thể chứng đắc được các cái tầng thiền đó là an chỉ định, thì cái năng lực của cái định đấy rất là mạnh mẽ và có thể chuyển sang thực hành cái thiền quán và phân biệt được cái sắc này rất là dễ dàng. Còn nếu không nữa thì cần phải thực hành đến mức gọi là cận định cận hành, tức là một cái thiền giả mà thực hành thiền định mà khó khăn không chứng đạt được thì chuyển sang thực hành trực tiếp vào thiền tuệ. Nói là trực tiếp vào thiền tuệ nhưng nó vẫn phải đi qua thiền định ở một cái giai đoạn thấp hơn. Ví dụ như là vị đó sẽ thực hành trực tiếp vào thiền tứ đại. Thì khi mà vị đó phân tích được bốn đại chủng ở trên thân này cho đến khi đắc được định cận hành, và cho đến khi nào một cái vị nào mà đắc được đến cận hành định của cái thiền tứ đại,
thì là lúc đấy vị đó sẽ phân tích được cái sắc uẩn ở trên thân, nên là vị đó hướng cái thân vào trong cái tâm của mình, hướng cái tâm vào trong cái thân này, và vị đó phân tích các cái đặc tính của đất, vị đó phân biệt cái thân này cái gì là đất, thì đất nó có những cái đặc tính như thế nào, thì vị đó phải biết như là tính cứng, tính thô, tính nặng, tính mềm, tính nhẹ, cái những cái đặc tính của nước chảy dính, cái đặc tính của lửa nóng lạnh, đặc tính của gió là đẩy và cái nâng đỡ, thì 12 cái đặc tính này là của bốn đại, thì nó quan sát lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi tâm nó thuần thục, nó thể nhận, thì vì đó sẽ thấy cái thân này nó trở thành một cái khối trắng trong suốt, và vì đó đưa tâm vào trong cái thân này thì sẽ có những cái khe hở của các cái hạt sắc, và vì đó đưa cái tâm vào thì cái thân, cái khối về cái thân này nó vỡ bung lên, và cái tâm nó đi xuyên được vào trong cái thân thể vật chất, cái tâm của mình nó là cái trí tuệ, nó đi xuyên được vào trong đấy, bắt đầu nó sẽ thấy được các cái hạt sắc chân đế, tức là các cái hạt kalaba, tức là nó là một cái, nó là gọi là cái hạt vi trần, hay là những cái hạt vật chất ở cái mức độ gọi là nhỏ bé nhất mà không thể nào nhỏ bé hơn được nữa, gọi là chia trẻ mổ trẻ đến mức tột cùng của một cái hạt vật chất rồi đấy. Thì những cái hạt đấy được gọi là những cái hạt sắc pháp, những cái hạt kalaba. Còn mình nhìn thấy bằng mắt thường thì mình nhìn thấy cả một cái khối thân rất là to lớn, nhưng mà nhìn bằng trí tuệ thì nhìn thấy những cái hạt là sắc ni ti nó ở trong đấy, và nó cứ sinh lên nó diệt đi, nó sinh lên nó diệt đi ở trong cái thân đấy, thì lúc đấy là gọi là mình đã tuệ chi được cái sắc pháp hay là sắc uẩn. Thì sắc uẩn trong mỗi một cái nó sẽ có nhiều loại sắc, và trong mỗi một cái loại sắc ấy nó lại có nhiều yếu tố, nó có nhiều những cái hạt sắc. Đấy, trong mỗi cái hạt sắc ấy thì nó cũng lại có ít nhất là 8 yếu tố sắc, như là đất, nước, lửa, gió, màu, mùi vị, dưỡng chất. Và nếu là sắc do nghiệp ở quá khứ sinh thì nó sẽ đi kèm với sắc mạng căn, tức là cái sắc mạng quyền để nó hộ trì cho cái mạng sống để được duy trì tồn tại. Và nếu nó ở trên mắt thì nó nhạy cảm với lại màu sắc, thì nó là nhãn tịnh sắc, hay là còn gọi là cái sắc thần kinh mắt. Thì cái sắc thần kinh mắt này nó là cái nơi nương trú của nhãn thức. Nhờ có cái sắc thần kinh mắt này thì nhãn thức mới sinh khởi, nhãn thức sinh khởi thì mới thấy được những cái hình sắc ở bên ngoài. Ở trên tai thì có cái nhĩ tịnh sắc, nó nhạy cảm với âm thanh, cứ có âm thanh tác động vào là cái nhĩ tịnh sắc nó rung lên, vì nhĩ thức ở nó đương vào cái thần kinh ở trên tai, bắt đầu nó sinh khởi lên để nó nghe được âm thanh. Ở mũi thì nó có tỉ tịnh sắc, tỉ tịnh sắc này nó hay là còn gọi là cái sắc thần kinh ở mũi này, thì lúc đấy nó có thể giúp cho tỉ thức sinh lên để ngửi mùi. Ở lưỡi thì nó có gọi là tỉ tịnh sắc hay là thiệt thức, nó nương vào cái tỉ tịnh sắc này, cái thiệt thức này nó sinh lên và để nó nếm vị ở trên thân này, khắp toàn thân thì chỗ nào nó cũng có thân tịnh sắc, cái chỗ nào có thân thì nó có thân tịnh sắc. Thân tịnh sắc đấy thì cái gì mà đụng chạm này, nó nhạy cảm với một cái sự gì đụng chạm, thì bất cứ một cái vật chất gì mà nó đụng chạm đến cái thân này thì là cái thân nó cảm nhận được một cái, thì là cái thân thức nó sẽ khởi lên, thân thức nó nương vào cái thân này, này nó khởi lên và nó nhận biết những cái vật chất mà nó đang đụng chạm ở trên cái thân đấy. Thì ở các căn để nó các cái thức nó nương vào các cái căn đấy, nó sinh khởi. Và còn một cái căn nữa, đó là cái căn tiếp theo, cũng là cái bài hôm nay học về cái phần tiếp theo của các cái sắc pháp cần phải phân tích. Đó là một cái sắc nó nương ở một cái sắc pháp nó nương ở trái tim, hay là còn gọi là cái chỗ này nó là cái nơi nương náu của ý thức. Thì cái tâm thức của con người thì có ở 6 căn, ở cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và có một cái căn nữa gọi là ý thức. Thì ý thức này nó lại nương ở nơi trái tim, và cái người nào mà phân biệt được cái sắc trái tim thì lúc đấy vị đó sẽ phân biệt được còn gọi là cái nơi gọi là tâm tâm cơ,
cái tâm cơ, tức là cái hay còn gọi là sắc ý vật, tức là cái tâm nó nương lên nó phải nhờ vật chất, nó nhờ vật chất thì các cái tâm thức khác nó cũng nhờ vào vật chất nó mới nương lên, nhưng nó không có vật chất nó không sinh khởi. Vậy thì ý thức nó vậy, nó phải nương vào một cái vật chất mà ý thức nó sinh khởi được thì nó phải nương vào cái sắc ở dưới trái tim. Thế thì muốn tìm được cái sắc này thì cái vị đó cần phải hướng cái tâm định tĩnh của mình ấy, với cái ánh sáng tỏa chiếu của đêm, vì đó hướng tâm về trong trái tim. Thì ở trong giữa trái tim nó có một cái lỗ hổng và nó nhỏ bằng một cái hạt đỗ, và ở trong đấy thì nó chứa một cái giọt máu tươi, và nó gọi là sắc ý vật, tức là nơi nương căn cứ của vật lý của ý thức sinh khởi. Vậy thì cái ý thức của mình nó sẽ nương vào cái giọt máu ở trong cái sắc trái tim này và nó sinh khởi. Vì vậy cho nên là cái người mà thực hành về cái tha tâm thông, muốn biết được tâm của người khác thì đầu tiên là người ta phải dùng cái thiên nhãn để người ta hướng vào trong tâm của trong trái tim của người khác, người ta để ý đến cái màu của cái giọt máu đó. Nếu như là cái người đấy mà đang có cái tâm hoan hỷ thì cái máu này nó sẽ rất là sáng láng, nó tươi tắn. Nếu như là cái người đó mà đang khởi lên cái tâm bất thiện như là tâm sân giận gì đó thì cái máu này nó chuyển sang một cái màu mà nó thâm lại, nó đen lại. Thì vì đó nương vào đó mới biết được cái tâm của người khác. Đấy là cái lúc mà, cái giai đoạn chuẩn bị để biết được cái tâm của người khác như vậy, cái tâm ý như thế. Cho nên là bây giờ nếu như mà mình có một cái chuyện gì đó mà vui thì tự nhiên mình thấy tim nó đập mạnh, mình có một cái chuyện gì đó buồn quá tim nó đập mạnh, cái lúc nào mình thấy cái tâm lý của mình mà kích động thì tâm nó đập mạnh, bởi vì là cái lúc đấy là cái sắc ý vật này, hay là cái máu ở trong tim thì nó sẽ trụ lên rất là mạnh, các cái tâm nó sinh lên rất là mạnh, ý thức nó sinh lên rất là mạnh. Nó làm cho cái người đó bị trái tim của mình hay bị dao động thì là do cái tâm của mình tâm động, mà tâm là mình bị dao động thì là mình sẽ thấy ở trong tim nó cũng dao động mà. Mà cái người nào tâm tĩnh thì người đấy sẽ thấy cái tim của mình nó đập rất là nhẹ hay nó rất là tĩnh. Cái tâm mà loạn thì thấy cái nhịp tim nó cũng loạn đấy, mà cái tâm mà nó an thì cái nhịp tim nó cũng thanh thản, nó cũng an. Bởi vì là tâm nó trú ở trong đấy, cái ý thức nó nương ở trong đấy, nó trú ở trong đấy. Đấy, cho nên là cái người nào mà thiếu cái gì thì sống được, cái thiếu trái tim là chết là vậy. Thì cái phân biệt ở cái vùng trái tim rồi nhìn sâu vào trái tim, hơi vẫy ngón tay một cái thì sẽ thấy được là những cái sắc ký vật này nó đang hỗ trợ cho các tâm sinh khởi. Tất cả các cái sắc thần kinh nó đều hỗ trợ cho các cái thức nương ở trên não sinh khởi. Thì ở dưới trái tim này vậy, thì những cái tâm mà nó nương vào trái tim thì là tâm hữu phần, là một cái tâm hộ kiếp. Bất cứ một cái lúc nào mà các cái dòng tâm khác ngừng nghỉ thì tâm hữu phần nó hoạt động, như là mắt tai mũi lưỡi thân của mình không có hoạt động thì tâm sẽ rơi vào cái dòng hữu phần. Hay là các cái lúc mà mình ngồi mình suy nghĩ về những cái chuyện quá khứ tương lai, mình nghĩ lại những chuyện đã qua hay là những cái chuyện chưa đến, thì lúc đấy là cái ý thức của mình nó hoạt động. Mình ngồi mình tưởng nhớ lại những cái hình sắc mình đã thấy, những âm thanh mình đã nghe, những cái mùi mình đã ngửi, thì suy nghĩ bất cứ chuyện gì nhưng đấy, thì lúc đấy là ý thức làm việc. Và cái ý thức này bắt đầu là sinh khởi từ ở dưới trái tim. Cho nên là cái người nào mà thực hành thiền ấy, đến khi mà cái tâm định tĩnh rồi thì mới thấy được là cái vùng tim này nó sẽ sáng lên, nó sáng lên rực rỡ. Thì cái tại sao nó lại sáng lên như vậy? Bởi vì là tâm của mình nó an trú ở trong đấy. Thì tại sao cái người hành thiền ấy, mình nhìn vào tim mình thì mình không thấy nó sáng? Bởi mà vì là cái tâm của một cái người mà không hành thiền thì là cái tâm ấy nó bị ô nhiễm, tức là cái tâm ô nhiễm nó lớn quá, nó che đắp mất cái tâm thanh tịnh. Thì nó khác một cái tâm cầu uế với một cái tâm thanh tịnh. Cái tâm mà cầu uế thì là nó sẽ không có phát ra, mình sẽ không thấy cái sự tỏa sáng nào. Còn cái tâm thanh tịnh thì nó sẽ tỏa sáng.
Vậy thì cấu uế là cái gì? Cấu uế là những cái phiền não, những cái tâm tham sân si, tất cả những cái phiền não đấy, tất cả những cái tâm gì liên quan đến tham sân si là cấu uế, và nó thường khởi lên ở trong tâm thì nó là cái tâm cấu uế. Và cái người hành thiền thì chú tâm vào một cái đề mục liên tục, thì cái những cái tâm tham sân si nó vẫn nó có thể khởi lên nhưng nó rất yếu, hoặc là nó rất ít, và cái chánh niệm trên nó chỉ chú đối với cái, nó chỉ có khởi lên trên cái đề mục, ví dụ chú vào hơi thở, nó cứ nhận biết hơi thở liên tục, thì trong cái lúc nó nhận biết hơi thở đấy, nó không có hướng tâm đến những cái pháp bất thiện, những cái tâm tham sân si nó ít khởi lên, và vì nó không cho nó khởi lên, khống chế nó, chế ngự nó, điều phục nó, vậy là nó không khởi lên nữa, thì cái tâm nó chỉ có thuần hướng về một cái điều thiện, một cái điều trong sáng. Và nó cứ liên tục được như vậy trong vòng 1-2 tiếng liền, là cái tâm nó đã trở nên thanh, có thể trở nên thanh tịnh, cho nên nó tỏa sáng rực rỡ. Và cái vùng nó tỏa sáng đầu tiên nó lại chính là ở cái vùng trái tim, cái vùng trái tim nó tỏa sáng. Cho nên là một cái người hành thiền muốn kiểm tra là mình hành thiền đến cái mức nào, cái vị nó phải hướng tâm vào cái vùng trái tim để mình thấy được cái ở cái vùng đấy nó tỏa sáng, thấy được cái nimitta nó tỏa sáng ở trong đấy, thì cái tâm của cái vị đấy là ở trái tim, cái ý của vị đó ở trái tim nó đang hướng về một cái đối tượng, đó là một cái tự tướng, một cái đề mục thiền. Thì ở dưới trái tim này là cái nơi lưu trú của ý thức, nhưng mà cái điều này chỉ có thể thấy được đối với những cái người có thể xâm tích được tâm, còn đối với những cái tất cả những cái quan niệm ở thế gian thì người ta lại không có cái học thuyết này, không có cái pháp này, không có cái sự nghiên cứu về cái vấn đề này. Cho nên từ xưa đến người ta cứ nghĩ rằng các cái hoạt động của tâm lý hay là cái ý thức hệ của con người là nó nằm ở trên bộ não. Người ta cứ nghĩ như thế, người ta cứ nghĩ là bộ não là cái cơ quan trung ương và nó điều khiển tất cả những cái suy nghĩ, tất cả những cái tâm tư, tất cả những cái ý thức hệ. Vậy thì những cái điều này khi mà thực hành thiền và phân tích được danh và sắc rồi, các cái sắc uẩn rồi và cái danh uẩn rồi, thì mới hiểu được là trên bộ não nó chỉ là một cái thân phần giống như các thân phần khác ở trên thân thể con người, nó không có một cái sắc thần kinh nào ngoài trừ cái sắc thần kinh thân đâu. Ví dụ như ở tóc, lông móng, răng, da, thịt, gân, xương, tùy thận ấy, thì nó cũng đều có những cái hệ thần kinh thuộc về thân phần, thì ở bộ não nó cũng chỉ là một cái bộ phận như thế thôi, và chỉ có ý thức, cái tâm này nó phải đưa vào cái sắc trái tim nó mới sinh được. Thì cả thiền sinh ấy, thì phân biệt đến cái sắc trái tim để thấy được cái sắc trái tim này và phân tích nó ở trên cái trong giữa trái tim ấy. Trái tim nó thuộc về một cái loại sắc mờ có nguồn gốc do nghiệp sinh, và nó có đầy đủ 10 yếu tố là đất, nước, lửa, gió, màu, mùi vị, dưỡng chất, mãn căn và sắc trái tim. Nên là nó đủ 10 cái yếu tố sắc này thuộc về trái tim. Thì cái sắc trái tim này nó có một cái đặc tính, đó là nó hỗ trợ cho ý giới và các ý thức giới nó sinh khởi, tất cả các cái tâm thức nó đều sinh khởi ở đây. Tự nhiên là có những cái lúc mà bất cứ một cái cảnh gì mà khi nó đập vào các cái căn của các căn môn như là nhà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thì lúc đấy nó cũng sẽ đập ngay vào trong cái ý thức này. Có 6 căn, ví dụ bây giờ có một cái cảnh sắc gì đó mình nhìn thấy bằng mắt, thì cái cảnh sắc này nó đập vào mắt, thì đồng thời lúc ấy nó cũng sẽ đập vào ý thức, tức là nó sẽ tác động vào cả hai căn một lúc. Và nó tác động vào nhãn thức thì nó cũng tác động vào ý thức, và cái nhãn thức ấy, nó chỉ tác động xong là thôi, nhưng mà cái ý thức nó lại lưu lại cái hình ảnh đấy và nó ghi nhớ được cái hình ảnh đấy là do ý thức. Khi mà một cái âm thanh nó tác động được vào nhĩ thức thì cái nhĩ thức ấy, nó chỉ làm việc, nó chỉ sinh khởi lên để nó nhận biết cái âm thanh đấy. Sau một cái thì trong cái lúc đấy nó cũng tác động vào ý thức ở dưới trái tim, thì cái ý thức này bắt đầu nó sẽ ghi nhớ cái âm thanh đấy,
Cũng như vậy cái mùi, cái vị và cái xúc khác, thì tất cả mọi cái nó đều ghi nhớ. Cho nên là tất cả những cái gì thuộc về ý thức có thể ghi nhớ được tất cả các cảnh của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nó đều ghi nhớ ở trong ý thức. Và ý thức thì nó ở trong cái con hệ nương vào cái vùng trái tim này, nó sinh khởi. Là ý thức có cái đặc tính nó hỗ trợ cho ý giới, và phải cái ý thức giới này, những cái thức mà nó sinh cùng với hệ cái nhãn thức này, nhĩ thức, tỷ thức, thế thức, thân thức, và nó có một cái nhiệm vụ đó là nó nâng đỡ cho các cái tâm ý giới và ý thức giới, nâng đỡ cho các cái ý thức ấy. Và nó có sự thể hiện là mang theo, là cái, tức là nó là nền tảng, là cái sự thể hiện của nó là nó luôn luôn là một cái chỗ nương tựa của các cái ý thức, trái tim là cái nơi nương tựa của ý thức. Và cái nhân của nó, nhân của cái sắc trái tim đó là bốn đại, nó cũng là đất nước lửa gió. Vậy thì ý thức sẽ phải nương vào trong cái sắc pháp, cái sắc vật chất này, thì mới sinh khởi được. Nếu mà không có cái sắc trái tim này thì ý thức nó sẽ không sinh khởi được. Nhưng mà bất cứ nó là cái, miễn nó là sắc trái tim nó sinh khởi. Ví dụ bây giờ một cái người mà người ta thay cái quả tim này, nếu tim của người này mà đổi sang cho người khác thì cái ý thức nó sẽ có đổi không? Cái tâm thức nó có bị thay đổi không? Rồi hai người thay đổi tim cho nhau, tim của người này nắp sang người kia, nếu tim người kia nắp sang người này thì cái tâm tính của người này nó có đi theo cái trái tim này không? Nó có ai đổi tim bao giờ, ai thay tim không? Nó không có đi, thì cái quả tim đấy nó không phải là, nó không phải là như một cái thẻ nhớ. Ví dụ bây giờ mình đem một cái thẻ nhớ này mình lắp sang cái đầu kia, thì là bao nhiêu những cái phần mềm mà mình ghi những cái bài trong đấy, mình mở ra mình vẫn thấy nó phát đi. Nhưng mà cái trái tim này thì nó không thể, trái tim này nó đang ở đây nhưng mà mình lắp sang người khác, thì lúc đấy cái ý thức của cái người đấy nó lại sinh lên, chứ cái ý thức của mình nó không sinh ở nơi người khác. Mình có mang cái trái tim của người khác mình lắp sang mình thì lúc đấy cái ý thức của mình nó vẫn nương vào cái xác trái tim của người khác nó sinh lên. Vậy cho nên là nó cũng cái trái tim hay là tất cả các cái xác ấy, nó chỉ là cái duyên để nó hỗ trợ cho các cái thức nó sinh lên, chứ không phải là nó được lưu ở trong đấy, chứ không phải là nó được copy ở trong đấy. Thì tất cả các cái tâm thức nó cái căn cảnh thức nó chỉ là khi nào mình đủ các cái điều kiện nhân duyên thì nó sinh khởi. Thì các cái sắc, trong các cái sắc thì có những cái sắc thần kinh là những cái nơi để cho các cái tâm thức nó nương vào đấy, nó mượn cái sắc đấy và nó sinh khởi lên. Cái ngoài sắc trái tim nữa thì mình đã đến cái sắc nữa là sắc thời tiết. Thì nó có bốn cái loại sắc, được có bốn cái nguồn gốc mà nó sinh ra các cái sắc pháp. Đó là có sắc thì do nghiệp quá khứ nó sinh, có sắc thì do cái tâm lý ở hiện tại nó sinh, có cái sắc thì do thời tiết sinh, và có các cái sắc là do vật thực nó sinh. Thì cái thiền sinh mà thực hành về phân tích các cái sắc pháp là phân tích sắc pháp ở trên cái thân thể của con của chính mình và thân thể của một người bên ngoài cũng được, và phân tích ngay ở trong thân mình cũng được. Thì cái gì đó phân tích thì sẽ thấy có những cái sắc do nghiệp sinh ấy, là những cái đấy là nó ảnh hưởng bởi những cái nghiệp ở trong quá khứ. Còn những cái sắc mà do thời tiết sinh thì những cái sắc này nó lại ảnh hưởng bởi những cái thời tiết nóng lạnh ở bên ngoài. Nên thời tiết nóng lạnh này nó tác động đến cho cái sắc sắc. Thì tất cả các cái sắc nó đều có cái tính, cái yếu tố thời tiết tức là nhiệt độ,
lúc nó nóng, lúc nó lạnh, lúc nó vừa phải, không nóng không lạnh. Cho nên nó tùy theo cái thời tiết mà nó tạo ra các cái sắc. Cho nên là cái thời tiết nó sẽ tác động đến cái thân thể của con người. Ví dụ con người mình, tất cả những cái vật chất ở bên ngoài mà cũng bị tác động bởi những cái yếu tố thiên nhiên thời tiết. Như là mình sẽ thấy là về cái mùa lạnh nó khác. Chỉ để ý mấy cái bộ cánh cửa gỗ về cái mùa lạnh nó cũng co lại, về mùa nóng nó nở lại. Thì thân thể con người vậy, thì khi mà mùa lạnh mình cứ co ro lại, mùa nóng thì nó chảy mồ hôi lại, nhễ nhợi. Thì cái đấy là nó là cái yếu tố thời tiết nó tác động vào. Cho nên là mỗi một khi mà cái thời tiết nó thay đổi, mình sẽ thấy cái cơ thể của mình nó chưa thích nghi thì nó sẽ rất là khó chịu, nó bị xáo trộn. Nó bị xáo trộn về thời tiết bên trong, cái thời tiết bên ngoài nó chưa thích nghi được với nhau. Còn cái người nào mà người ta sống ở cái môi trường nào, người ta cũng có thể thích nghi được mà người ta không bị xáo trộn về tứ đại, thì đấy là người ta có được một cái yếu tố sắc, đó là sắc thích nghiệp. Cái sắc thích nghi nó rất là mạnh, rất là khéo léo trong cái sự thích nghi. Đấy, rất là dễ dàng thích nghi, có những người rất dễ dàng thích nghi được với mọi cái hoàn cảnh, mọi điều kiện về môi trường, về thời tiết. Thì người ta không ít bị tác động, ít bị xáo trộn mỗi khi thời tiết thay đổi. Còn cái người nào mà cái sắc thích nghi nó kém thì người đó sẽ hay bị xáo trộn mỗi khi thời tiết thay đổi. Thì trong thân thể con người mình phải có một cái loại sắc, đó là sắc thời tiết. Thì cái vị nào mà muốn phân biệt được sắc thời tiết, vị đó chỉ cần hướng tâm vào cái hỏa đạn ở trong tất cả các cái sắc thực, nhãn tịnh sắc, nhĩ tịnh sắc, tỷ tịnh sắc, thiệt tịnh sắc, thân tịnh sắc, sắc trái tim, sắc mạng, căn nam, căn nữ, căn, nó đều có cái yếu tố hỏa đạn. Thì mình chỉ cần hướng tâm vào cái hỏa đạn đấy, mình sẽ thấy cái thời tiết nó sinh ra. Thời tiết nó sắc thời tiết này, ở trong sắc do nghiệp sinh thì thời tiết nó sẽ sinh sôi ra năm thế hệ liên tục, mỗi một lần nó sinh ra là năm thế hệ sắc thời tiết. Trong sắc do tâm sinh thì vì thời tiết nó yếu hơn nên nó sinh ra ba thế hệ sắc thời tiết. Trong các sắc vật thực sinh nó sinh ra liên tục ba thế hệ sắc thời tiết. Ở sắc thời tiết là một cái loại sắc mở ở các sáu căn, toàn thân nó có tám yếu tố, nó là đất nước lửa gió màu mùi vị và tướng chất. Thế là ở bên trong cái thân thể của mình thì nó có cái sắc thời tiết này. Và ví dụ như là mình chết đi một cái, nhưng cái người mà còn sống thì là nó có trong thân thể của mình có đủ 27 loại sắc. Nhưng mà đến lúc mà mình chỉ cần chết đi một cái thì tất cả các sắc khác nó sẽ biến mất luôn. Tất cả các sắc do nghiệp sinh nó biến mất. Ví dụ các cái thần kinh nhãn tịnh sắc, nhĩ tịnh sắc, tỷ tịnh sắc, thiệt tịnh sắc, nó sẽ tự nhiên nó mất luôn. Vì những cái đấy là nó do nghiệp quá khứ. Mà khi mà một người đã chết rồi là tất cả những cái sắc thần kinh đấy nó không có trổ được cái quả ở trong quá khứ nữa, cho nên nó biến mất. Rồi là các cái tâm lúc ấy không hoạt động nữa thì nó không tạo ra cái sắc cho tâm sinh. Về cái hệ thống tiêu hóa không hoạt động nữa nên nó không tạo ra sắc vật thực. Thì cái sắc chết nó chỉ có một cái sắc duy nhất, đó là sắc thời tiết. Lúc đấy mình thấy mình động vào cái thân đấy, nó chỉ còn lại một cái nhiệt độ nóng hoặc lạnh nữa, chứ nó không còn cái yếu tố gì khác. Và trên cái sắc chết nó chỉ có mỗi một loại sắc, đó là một sắc do thời tiết. Nhưng mà nếu lúc đấy mình mà thấy một cái thân mà nó còn nó nằm bất động, nhưng mà lúc đấy mình phân biệt ở trong cái thân đấy mình còn thấy có cái sắc mạng căn, còn thấy có cái sắc mạng căn ấy, thì lúc đấy một cái người sẽ nghi ngờ, ồ có thể người này chưa chết, có thể người này chưa chết. Đôi khi có những thiền sinh chẳng hạn, và hành đến cái pháp thiền này mà thấy một cái người khác chết rồi, bắt đầu mình kiểm tra, thì đó dùng cái tuệ phân tích sắc này kiểm tra xem là trong cái xác chết này nó có những sắc gì. Vì đó hướng tâm vào phân tích cái xác chết đấy, thấy nó còn sắc mạng căn, tức là cái sắc mạng căn là cái sắc nó còn duy trì sự sống. Thì có thể rằng là cái sắc mạng căn đấy là do những con giun ở trong bụng nó chưa chết, hoặc là những cái con bọ nó sinh ra ở trong cái thân đấy.
Thì lúc đấy cho nên là bị đó, đôi khi phân tích cái xác chết thấy nó còn có cái sự sống, có cái sự sống là do những cái con côn trùng nó còn sống và còn nó sinh sôi này ở trong đấy. Cho nên là một cái người đôi khi phân tích đó có thể hướng tâm ra bên ngoài, lấy những cái cây cối làm đối tượng để phân tích. À, thì cây cối nó bản chất nó cũng chỉ là thời tiết mà, nó chỉ là có những cái yếu tố thời tiết và nó không có những cái sắc nào khác. Và đôi khi vì đó có thể thấy được các sắc mạng căn nó ở trên cây cối. Thì sắc mạng căn đấy là những cái chúng sinh này, những cái con côn trùng, con vi khuẩn, vi trùng, con sâu, con bọ nó nương vào cái thân cây này. Để trên sinh phân biệt đôi khi mình thấy được những cái con, thấy những cái sắc mạng căn của những cái con vật đấy. Và những cái ở bên ngoài có những cái con vật rất là nhỏ bé, ví dụ như cái con vi khuẩn, mình thấy nó có cái sự hoạt động. Và bây giờ nếu những cái con vi khuẩn đấy nó có phải là một chúng sinh không, có phải là một chúng sinh hay không, thì lúc đấy mình có thể phân tích tứ đại ở trong nó. Nếu như mà nó có sắc mạng căn ấy, cứ cái con nào nó có sắc mạng căn thì nó được coi là một chúng sinh. Nhưng mà những cái con vi khuẩn nhỏ bé nào mà nó không có sắc mạng căn, nó chỉ có một loại, đó là sắc thời tiết thôi, thì nó không phải là một chúng sinh. Cho nên là đôi khi trong có những cái con vi khuẩn nó phân hủy các cái vật chất ấy, đôi khi nó chỉ là những một cái thể loại của thời tiết, do cái sự ẩm thấp nó có thể sinh ra các cái loài đời. Mà trên trên thân thể mình nó có cái sắc thời tiết, còn tất cả những cái vật chất ở bên ngoài nó đều có một cái loại, đó là sắc thời tiết. Ví dụ như là tất cả những cái thứ thuộc về đất đai, sông núi, cát đá, rồi là sắt thép, những cái thứ thuộc về vật chất cứng rắn hay là những cái thứ mềm mại, những cái thứ mà nó có cái sự sống như là những cây cối mà nó đang sinh sôi này được, hay là những cái cây cối mà nó chết, liệu nó có được phân tích thành hai loài không? Đó là một cái chung, cây cối này, một cái cây sống và một cây chết. Thì cái sự sống của nó cũng chỉ là thời tiết thôi, nó chỉ là cái yếu tố thời tiết mà nó đang sinh sôi. Còn cái mà một cái cây cối mà nó chết rồi thì nó cũng là một cái yếu tố thời tiết, cái yếu tố thời tiết mà nó đang bị phân hủy, nó đang bị tan hoại, chứ ở trong đấy nó không có cái sắc mạng căn. Tất cả cây cối nó vẫn không có sắc mạng căn, nó không phải là chúng sinh, mà nó là do thời tiết mà nó sinh khởi, cho nên trong nó chỉ có sắc thời tiết. Trong cái thân thể con người và cái xác thân của mình này, nó có cái yếu tố của sắc thời tiết, nhưng mà nó lại có cái sắc mạng căn ở trong đấy, và nó có rất nhiều các cái sắc liên quan đến nghiệp ở quá khứ nó sinh khởi trong đời, liên quan đến tâm, liên quan đến vật thực nữa, cho nên là nó mới được coi là một cái chúng sinh có sự sống. Thì cái sắc thời tiết này nó có ở tất cả các căn, và chỗ nào nó cũng có những cái sắc thời tiết này. Và một cái sắc nữa đó là cái sắc vật thực. Đây là những cái thức ăn mà mình ăn vào. Muốn thấy được cái sắc vật thực thì một cái vị thiền sinh đó có thể phân biệt cái tứ đại ở trong cái thức ăn. Như khi mà cái thức ăn mà mình dọn mâm nên nó còn ở bên ngoài, mình chưa đưa vào trong miệng ấy, thì cái lúc đấy mình nếu mà mình phân tích trên cái tất cả những cái đồ ăn đấy thì nó chỉ có một loại sắc, đó là sắc thời tiết. Vì bản chất của nó chỉ là thời tiết, là cái vật chất ở bên ngoài. Nên khi bắt đầu mình đưa vào trong miệng một cái mình nhai, thì lúc ấy nó còn là sắc thời tiết, khi vào đến cổ họng thì nó là sắc thời tiết. Nhưng mà khi nó rơi xuống đến bao tử một cái, nó rơi đến bao tử một cái là bắt đầu nó sẽ cái thức ăn này phân biệt nó tan, nó thành sắc thời tiết rồi. Và cái sắc thời tiết thì nó có 8 yếu tố là đất, nước, lửa, gió, bầu, mùi vị và dưỡng chất. Thì lúc đấy cái dưỡng chất của sắc thời tiết nó sẽ tác động vào cái hỏa đại của cái sắc mạng căn ở trong cái thành bao tử này, tức là cái nhiệt tiêu hóa ở trong bao tử mình nhớ có cái nhiệt tiêu hóa, tức là cái hỏa đại ở trong đấy nó rất là mạnh. Và khi mà thức ăn chỉ cần vào đấy một cái là bị cái nhiệt tiêu hóa này nó đốt,
nó tác động vào cái dưỡng chất của cái sắc thời tiết đấy, và nó sẽ tạo ra một cái loại sắc, đó là nó tái tạo ra một cái sắc, đó là sắc vật thực. Và cái sắc vật thực này ngay lập tức nó bắt đầu nó lan tỏa đi, nó lan tỏa đi khắp toàn thân và nó nuôi dưỡng cái sắc thân, nó nuôi dưỡng cái sắc thân này ngay lập tức. Cho nên là một cái người mình đang đói, lúc nào mà mình mà đang đói là mình sẽ cảm thấy nó rũ rời, nó mệt mỏi, tất cả các cái căn của mình nó sẽ uể oải luôn, cái sự hoạt động nó sẽ thiếu cái sự linh hoạt, thiếu cái sự sống động, mắt mình nhìn cảnh nó không còn rõ nữa. Đó là do mình lúc mình đói, tai mình nghe âm thanh nó không rõ mà nó không muốn nghe cái gì nữa. Mũi người hương nhất là tất cả những cái sự đụng chạm trên thân nó cũng sẽ, nó sẽ yếu kém đi. Nhưng mà ngay cái lúc đấy chỉ cần mình cho một cái vật thực vào trong miệng, mình nuốt qua cổ họng một cái nó tỉnh lên ngay lập tức. Người thì cái sắc, cái vật thực nó lan tỏa rất là nhanh như vậy, nó rơi vào đến bao tử một cái, nó tác động với lại cái nhiệt tiêu hóa một cái, nó tái tạo ra vật thực luôn. Thế là nó sẽ nuôi dưỡng các cái sắc khác, nó tất cả những cái sắc khác, nó làm cho mắt sáng lên, nó làm cho tai tỉnh táo hơn, nó làm cho thân thể khỏe khoắn, nó làm cho tinh thần giảng khoái tỉnh táo hơn. Thế nếu như mà cái thức ăn đấy mà là một cái loại thức ăn mà tốt ấy, thì nó sẽ tạo ra cái sắc vật thực suốt 7 ngày 7 đêm liền. Nếu mà cái thức ăn mà mình mà nghèo chất dinh dưỡng mà mình ăn những cái thức ăn bình thường ấy, nó có thể nó chỉ tái tạo được 3-4 ngày, thậm chí có những cái thức ăn nó chỉ tạo ra được cái dinh dưỡng trong 1 ngày thôi. Nó tùy theo cái chất lượng của cái thức ăn ấy mà nó có thể nuôi dưỡng cái sắc thân. Vậy cho nên là một người mà có thể ăn 7 ngày ăn một bữa được, đó là cái dinh dưỡng, cái thức ăn của mình nó có thể tạo ra sắc vật thực và nó nuôi dưỡng cái sắc thân này để tối đa là 7 ngày. Cho nên là một người mà có thể chỉ nhịn được đến 7 ngày mà nhịn hơn nhiều hơn thì có thể chết được. Khi sắc vật thực này nó lan tỏa khắp toàn thân, khi mà nó lên trên mắt chẳng hạn, bắt đầu nó gặp những cái dưỡng chất của các cái sắc ở trên trên mắt. Khi mà trên con mắt thì nó có nhãn tịnh sắc chẳng hạn, khi nó lên trên đấy, cái sắc dưỡng chất của sắc vật thực nó tác động với dưỡng chất của nhãn tịnh sắc, thì ở trên đấy nó lại tác động với hỏa đại của sắc mạng căn nữa, thì nó lại tái tạo ra các cái thế hệ sắc vật thực về sau. Sắc vật thực nó có thể tái tạo ra từ thế hệ này sang thế hệ khác mà. Nó tái tạo ra sắc thế hệ thứ nhất, rồi nó tái tạo ra thế hệ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Cặp sắc do nghiệp sinh thì nó sẽ tái tạo ra thứ năm thế hệ. Đấy là thế hệ thứ hai, một là cái sắc vật thực thế hệ thứ hai này tác động với hỏa đại sắc mạng căn, với dưỡng chất của một cái sắc vật thực hỗ trợ khác tái tạo ra một thế hệ thứ ba, cứ như thế thứ năm thế hệ. Mà dưỡng chất sắc vật thực này khi mà nó mà gặp các cái sắc khác như là sắc cho tâm sinh thì nó tạo ra ba thế hệ, nó tạo ra các cái sắc do thời tiết sinh thì nó có thể tạo ra khoảng 10 thế hệ. Nó gặp sắc vật thực đi trước thì nó sẽ tái tạo ra liên tục tới 12 thế hệ. Thế thế mà những cái vật thực đấy nó nuôi dưỡng cái sắc thân. Thì nếu mà trong nói về những cái thức ăn thì nó có 4 loại thức ăn, nó có đoàn thực, thức thực, xúc thực, tư niệm thực. Thế thì một chúng sinh tồn tại được nhờ 4 cái loại vật thực này. Thế thì cái vật thực đầu tiên mà để nó nuôi dưỡng được sắc thân này, đó là đoàn thực, tức là phải có thức ăn, thức ăn bằng và nước uống thì được gọi là đoàn thực. Này những cái mà mình có thể dùng tay để cho vào trong miệng, đưa cái thức ăn đó vào trong miệng thì nó tái tạo ra. Và có những cái thức ăn khác như là thức thực, tức là cái tâm. Ngày nào mình còn có những cái tâm lý nó còn sinh khởi thì nó còn nuôi dưỡng cái sắc thân này. Ví dụ bây giờ cái tâm tự nhiên nó rút ra khỏi thân, nó không sinh lên nữa, vậy là cái thân này cũng không thể nuôi sống được. Cho nên là cái thân này muốn sống được ngoài thức ăn ra còn cần một cái, đó là phải có cái tâm. Cho nên là bây giờ muốn
bây giờ một cái người mà móc quả tim đi mà mình không nắp ngay quả tim khác vào đấy, đó là mình sẽ chết. Vì đấy là mình đưa tâm ra khỏi cái tâm, cái ý thức mà nó nương vào trái tim. Cho nên là một cái người mà hỏng cái gì cũng không trao, hỏng mắt, hỏng tai, hỏng mũi, hỏng lưỡi, hỏng thân vẫn không chết, nhưng mà nó hỏng tim là chết. Mình tháo mắt tháo tai ra thì bình thường, nhưng mà tháo tim ra mà không nắp tim ra thì chết. Đấy là ở cái mà nó nuôi dưỡng người thân này là cái vật thực này, cái sắc vật thực này, và cái thức thực là cái tâm xúc thực, tức là nó phải có cái sự tiếp xúc. Ví dụ như là tâm thì nó phải tiếp xúc với cảnh, chứ nếu mà nó tâm mà nó không có cái sự tiếp xúc với cảnh thì nó sẽ không sinh. Ví dụ bây giờ mình có con mắt, mình phải cho nó tiếp xúc với cảnh sắc thì nó mới sinh. Chứ bây giờ mình cứ nhắm mắt vào vài ngày liên tục mình không cho nó nhìn cảnh gì một cái, lâu ngày quá này cái mắt của mình nó bị hư đi, nên là cái nhãn thức nó sẽ mất. Như vậy cái tâm của mình nó cũng phải có cảnh để nó tiếp xúc với cảnh thì nó mới sinh lên. Để có những cái nó nuôi dưỡng bằng sức trụ. Có những cái gọi là tư là cái nghiệp. Nghiệp có nghĩa là tư là nghiệp. Một là mình tạo nghiệp, hoặc là mình thọ cái quả báo của nghiệp. Cái nghiệp của nó còn thì mình duy trì được cái sắc thân này. Cái nghiệp nó hết thì cũng không duy trì được sắc thân nữa. Ví dụ như là bây giờ trong bụng mình nó vẫn còn đầy thức ăn đấy, nhưng mà cái nghiệp nó hết thì mình cũng đang ra chết. Đấy là do hết nghiệp. Còn có những người thì cái nghiệp nó vẫn còn sống được, nhưng mà trong bụng không còn gì để nó nuôi dưỡng cái thân này nữa, cho nên nó chết nên gọi là chết đói. Cái thiền sinh là phân biệt để thấy được cái sự nuôi dưỡng, thấy được cái sắc vật thực như vậy thì vì nó sẽ hiểu ra được cái chi tiết của cái sự sinh tồn của cái mạng can của cái thân thể này. Là nhờ có cái sự hỗ trợ của cái sắc vật thực này mà các cái sắc khác nó mới tồn tại, các cái sắc nghiệp kia nó được sinh lên là do nghiệp ở quá khứ đấy, nhưng nó vẫn được hỗ trợ bởi cái sắc vật thực. Ví dụ như là một cái người mình có con mắt tai mũi lưỡi thân ý, đó là những cái nghiệp ở quá khứ, cho nên là tạo được cái nghiệp tốt thì bây giờ có cái con mắt tai mũi lưỡi nó tốt. Cái người mà tạo cái nghiệp xấu thì bây giờ mắt tai mũi lưỡi xấu kém, cho nên là có người bị mờ mắt, có người bị mù mắt, có người tai thính, có người tai điếc. Thì đấy nó là do cái nghiệp quá khứ. Nhưng mà bây giờ để cho nó tồn tại được ở trong kiếp này thì nó cần phải nương tựa vào sắc vật thực. Lúc nào nó cũng phải có vật thực để nó nuôi dưỡng, không có lúc nào là nó không. Nó cần hết vật thực một cái thì nó giống như là cái đèn mà nó cạn dầu, lửa tắt ngay lập tức. Cho nên là một người mà bắt đầu từ cái lúc mà đầu thai, từ cái lúc tái tục ở trong bụng người mẹ mà cho đến cái giai đoạn chấm dứt cuộc đời này, là lúc nào cũng phải nương tựa và nhờ vào cái dinh dưỡng, cái vật thực nó nuôi dưỡng, chứ không thể nào thiếu được vật thực. Thì phân tích như vậy mới thấy được rằng là để mà cho cái sắc này tồn tại thì sẽ có cái sắc vật thực này nó hỗ trợ. Thế là cái sắc vật thực là nó có cái đặc tính là nó làm dinh dưỡng, đặc tính của nó là làm dinh dưỡng để nuôi dưỡng các cái sắc ở trên toàn thân, nó tai mũi lưỡi thân ý của mình đều là nuôi dưỡng được cái sắc vật thực này. Chức năng của nó là nuôi dưỡng các sắc, nó chăm sóc cho các sắc, nó nuôi dưỡng, nó tẩm bổ cho các cái sắc khác. Thể hiện của nó làm cho các sắc được tồn tại. Nếu mà không có sắc vật thực thì các sắc khác này khô héo này dần dần hết sự tồn tại. Và nhân gần của nó là sắc cần được nuôi dưỡng, vì bản chất của các sắc nó cần được nuôi dưỡng, cho nên là mỗi khi nó đói là nó phải tìm mọi cách nó đi kiếm ăn. Mà tất cả con người hay tất cả mọi loài khác cũng vậy, bởi vì là trong cái sắc thân này nó thúc giục cái sự nuôi dưỡng cái thân này là không thể thiếu được, thiếu cái gì cũng được, nhưng mà thiếu thức ăn thì không thể được. Cho nên là tất cả mọi loài đều có một cái bản năng đi kiếm ăn rất là giỏi. Cái gì có thể không giỏi nhưng cái kiếm ăn thì sẽ rất giỏi.
bằng mọi giá, bằng mọi cách thức, bằng mọi biện pháp phải kiếm ra được cái để ăn. Bởi vì là trong cái tất cả những cái sắc thân này nó có một cái nhu cầu như thế, cần được cung cấp dinh dưỡng. Thì cái đấy nó chính là cái nhận gần để nó tìm kiếm vật thực để nuôi dưỡng các cái sắc. Sau khi phân biệt xong đến sắc vật thực, là lúc đấy là tất cả những cái sắc đấy nó đều được gọi là các sắc thực, 18 sắc thực. Và bắt đầu từ cái giai đoạn này đã phân biệt xong những cái sắc thực rồi, và bây giờ là đến các cái trạng thái của sắc, hay là còn gọi là sắc không thực, sắc không thành tịnh. Và thì những cái này nó là những cái trạng thái của các cái sắc kia. Thì ví dụ như là có một cái trạng thái của thân, đó là những cái cử chỉ ở trên thân, mình có những cái biểu hiện, những cái cử chỉ, những cái hành động như thế này, thì cái đấy được gọi là những cái cử chỉ. Ví dụ như là một cái người, mình có thể lấy cái tay mình ra giấu cho người khác hiểu được cái ý của mình, hay là một cái người khác người ta hỏi mình một cái gì đó, mình đồng ý mình có thể gật đầu, mình mà không đồng ý mình lắc đầu. Thì hay là mình dùng những cái ngón tay, hay là dùng những cái cánh tay, mình đang dấu hiệu để cho người khác hiểu. Thì những cái đấy được gọi là những cái biểu hiện, từ những cái nháy mắt, từ những cái nụ cười, từ những cái biểu cảm ở trên thân. Thì cái đấy nó là một cái, nó cũng là một cái loại sắc. Và cái sắc này được gọi là sắc thân biểu chi. Thân biểu là cử chỉ, những hành động, chuyển động của thân được tạo ra. Thì bây giờ tất cả những cái cử chỉ của thân này, những cái biểu hiện của thân này được tạo ra bởi một cái chủ ý của tâm, và nó luôn có một cái tính chất đó là có cái phong đại nó nổi trội. Ví dụ như bây giờ mình muốn thấy được cái sắc này, mình hướng tâm xuống cái vùng ý môn, cái trái tim nó vẫy vẫy ngón tay một cái, mình sẽ thấy được cái ý định muốn vẫy ngón tay, và nó tạo ra một cái sắc do tâm sinh, có một cái phong đại nổi trội, có chín yếu tố là đất nước lửa gió màu người bị hướng chất và thân biểu chi. Thế thì phân biệt được cái sắc này để cho mình phá vỡ cái chấp thủ về những cái biểu hiện của con người. Ví dụ có những cái người, người ta rèn luyện được những cái tính cách, những cái biểu hiện rất là đáng ưa, rất là đáng mến, rất là hấp dẫn, rất là cuốn hút người khác. Thì lúc đấy cái người mà phân tích ra cái này thì lúc đấy mình thấy được rằng đây nó chỉ là một cái trạng thái của các cái sắc. Mà các cái sắc này nó không phải là do nghiệp quá khứ nó sinh nữa, mà cái này nó lại là do cái tâm nó tạo. Cái sắc này là do tâm nó tạo. Ví dụ như một cái người mà người ta có cái khuynh hướng, người ta muốn rèn luyện cho mình có những cái cử chỉ, có những cái tính cách, có những cái hành động gì, thì đấy là do cái tâm thức của mình tạo thôi. Cho nên là mỗi người được giáo dục ở trong một cái môi trường khác nhau, thì cái người đấy sẽ thể hiện ra bên ngoài có những cái tính cách khác nhau, có những cái cử chỉ, có những cái hành động khác nhau. Thì những cái đấy nó là do cái môi trường, là do cái tâm lý của mỗi người, cái tâm lý của mỗi người mà nó biểu hiện ra bên ngoài cái nét mặt, cái thân thể, mọi cái hoạt động khác. Kể đến đấy được gọi là những cái biểu hiện của sắc. Và những cái sắc này nó được tạo ra bởi cái tâm của mình. Cái tâm của mình khởi lên một cái ý muốn, muốn cử động bất cứ một cái trạng thái gì, muốn biểu hiện một cái gì đó ở trên thân này, thì lúc đấy nó sẽ tạo ra một cái sắc do tâm sinh. Và mình muốn biểu hiện ấy, thì nó phải có một cái năng lực của gió, tức là cái thân thể của mình nó rất là nặng nề, nó là vật chất, nó rất là nặng nề. Ví dụ như bây giờ mà mình mà muốn nhảy lên thật cao chẳng hạn, mình phải khởi lên cái ý muốn là ta sẽ nhảy lên thật cao, thì ngay cái lúc đấy nó sẽ tạo ra một cái loại sắc. Nhưng lúc đấy cái tâm lý của mình nó sẽ tạo ra một cái loại sắc. Bây giờ muốn nhảy lên cao thì nó cần phải có một cái lực đẩy rất là mạnh. Cho nên cái lực đẩy đấy thì nó phải nương vào gió. Bởi vì cái tâm lúc đấy nó phải nương vào một cái lực đẩy của gió thì nó mới đưa được cái thân lên. Đấy là một cái hoạt động thô. Còn cái hoạt động khác rất là đơn giản, như là mình chỉ đưa một cái ngón tay lên thôi, hay là mình chủ động mình chớp mắt một cái thôi. Ngay những cái lúc đấy mình khởi lên một cái ý muốn
nó cử động cái ngón tay hay là một cái chớp mắt như vậy, thì ở trong tâm của mình nó cũng sẽ tạo ra một cái loại sắc do tâm sinh, và cái sắc đấy nó phải nhờ một cái năng lực của phong đại, tức là một cái nhờ một cái năng lực của gió, nên gió nó mới thúc đẩy cho cái thân của mình sinh ra những cái cử chỉ như mình mong muốn. Cho nên là cái thân thể của mình tại sao nó nặng nề như thế này, mà mình có thể đưa lên một cách rất nhẹ nhàng, mình có thể bước đi một cách rất nhẹ nhàng, có thể nhảy tung tăng được, mình có thể chuyển qua chuyển lại được, đi tới đi lui được, thì lúc đấy nó đều nương vào cái tâm, nó khởi lên cái ý muốn mình hành động như thế. Những cái cử chỉ đấy, những cái sự mà nó có thể nâng đẩy được cái sắc thân nặng nề này lên, đấy là nó đều nương vào cái phong đại và cái gió. Cho nên là cái người nào càng vận động nhiều thì cái phong đại ở trong cái người đó càng thịnh, cái phong đại của cái người đó càng thịnh, tức là cái tính gió nó thịnh, thì cái người đấy càng trở nên linh hoạt, càng trở nên nhẹ nhàng và thanh thoát. Còn cái người nào mà trì trệ, ít hoạt động, ít vận động thì bắt đầu cái địa đại nó sẽ mạnh. Cái địa đại nó có cái tính nặng và tính cứng, tính thô, nó nặng, nó trội, và nó sẽ làm cho cái người đó trở nên càng ngày càng nặng nề, và cái sự vận động nó càng trở nên khó khăn, và cái người đấy trở nên rất là chậm chạp, nề mề. Mà đến lúc mà gặp cái chuyện, cái sự cố gì, hay là ví dụ như là gặp mà cái con có con báo gì nó mà săn là chạy không được, muốn trèo lên cây không trèo được, bị giặc nó săn là chạy không được, sẽ hy sinh trước, nước đến chân rồi chạy không kịp nữa. Cái người đấy là cái người mà cái phong đại nó yếu quá, mà thấy một cái vật chướng ngại thì muốn vượt qua mà không vượt được. Còn cái người ta hoạt động nhiều, cái phong đại nó mạnh, người ta nhẹ nhẹ như gió, người ta có thể đi bay như gió được, thì cái đấy nó là do cái hoạt động hiện tại của mình. Thì cái đấy mà không có được trách là thấy cái người ta khỏe, cái người ta linh hoạt, bảo là chắc là cái người này là do cái nghiệp của họ như thế, mà đấy nó là do cái tâm lý ở hiện tại. Cái người nào mà khởi nên cái tâm mà muốn vận động thì là nó sẽ tạo ra những cái sắc mà thân điều chi có cái phong đại nổi trội. Còn những người nào mà ăn suốt ngày mình cứ muốn nằm y thì nó sẽ tạo ra một cái loại cái địa đại nó trộn, hay là cái thủy đại nó trộn, nó không lưu thông nên nó làm cho mình nặng nề. Thì cái thân biểu chi nó cũng là một cái loại sắc, cho nên tất cả những hành động ở trên thân mình nó là do cái tâm của mình nó tạo. Thân biểu chi có một cái đặc tính là chuyển động của thân, tất cả những cái chuyển động của thân nó đều được gọi là thân biểu chi, có phong đại nổi trộn. Thân biểu chi là một cái chức năng thể hiện một cái ý định gì đó, và thân biểu được thể hiện là một cái thân này nó có cái sự cử động hay là có cái sự dao động ở trên thân, và cái thân biểu chi này nó có nhân gần, nó là phong đại ở trong sắc do tâm sinh. Và cái loại thứ hai là khẩu biểu chi. Khẩu biểu chi ở đây là các cái lời nói, là những cái âm thanh, những cái lời nói có cái sự cố ý, có cái sự chủ động của tâm mình muốn nói thì nó tạo ra cái sắc do tâm sinh. Cái sắc do tâm sinh ở cái khẩu biểu chi nó có cái địa đại nổi trội, đất, cái tính đất nổi trội. Địa đại này tác động với địa đại của sắc do sắc mạng căn, địa đại của sắc do tâm sinh tác động với địa đại của sắc mạng căn, và nó tạo ra cái âm thanh hay lời nói. Thông qua lời nói mà mình giao tiếp được với nhau, biểu hiện được tâm trạng và ý định của nhau. Bây giờ mình có cái lời nói, thì trước khi mình muốn nói cái gì đó thì tự nhiên mình phải khởi lên cái ý định là muốn nói cái này này. Thì sau đó thì cái mình khởi lên cái ý định muốn nói một cái, thì là ngay lập tức lúc ấy cái tâm của mình nó bắt đầu nó sinh ra một cái loại sắc, do tâm sinh. Cái sắc đấy là do cái tâm lý của mình nó sinh ra cái sắc đấy. Và cái sắc này nó nam lên đến trên cổ họng này. Cái sắc này nó nam lên cổ họng một cái là nó tác động cái sắc do tâm sinh này ở cái lời nói này, thì là nó có cái địa đạo rất là nổi trội, hay là có cái tính đất rất là nổi trội. Khi nó lên đến cổ họng nó sẽ tác động vào cái địa đạo của sắc mạng căn ở trên cổ họng,
và lúc đấy nó phát ra âm thanh. Nhưng bây giờ tất cả những cái âm thanh ý, nó phải có cái vật chất nó va chạm với nhau. Ví dụ bây giờ mình dùng hai cái miếng gỗ hay là hai miếng sắt hay là hai miếng đồng hay là bất cứ cái gì đó, mình phải đập vào nhau thì nó mới phát ra âm thanh. Bây giờ mình muốn đánh cho cái tiếng mộc bản nó kêu, mình phải dùng một cái miếng gỗ, dùng cái chày của nó mình đập. Hay là muốn đánh tiếng chuông, tiếng trống cũng thế. Tức là nó phải có hai cái vật chất nó đập vào nhau thì nó mới phát ra cái âm thanh. Thì cái lời nói của mình nó cũng vậy, nó phải có hai cái tính vật chất là hai cái tính địa đạo mạnh này, nó đập vào nhau thì nó mới phát ra cái âm thanh lời nói này. Thế thì mình muốn thấy được cái sự tác động, cái sự mà nó sinh khởi lên cái âm thanh lời nói này nó thế. Thì lúc đấy vì đó chỉ cần hướng tâm xuống dưới vùng ý môn là cái vùng trái tim của mình, vì đó chỉ cần đọc thầm A, T, C. Ngay cái lúc vì đó khởi lên cái tiếng đọc đấy, vì đó sẽ thấy được cái lúc mình khởi lên cái ý định muốn đọc rồi, là bắt đầu nó phát ra cái tâm, cái sắc do tâm sinh rồi. Ngay cái lập tức đấy nó nan lên cổ họng, nó đập vào cái địa đạo của sắc mạng quyền ở trên cổ họng này, và lúc đấy nó phát ra cái âm thanh này. Khi mà phân tích như thế để thấy được cái âm thanh của mình, nó cái âm thanh của con người vốn dĩ nó là như vậy, nó chỉ là cái sự tác động của thôi, giống như là cái tiếng vỗ của bàn tay, hai bàn tay mình vỗ vào nhau nó phát ra âm thanh được. Thì bây giờ phát được cái lời nói như vậy, lời nói nó chỉ là các cái sắc pháp ấy, nó tác động vào nhau, nó đập vào nhau và nó phát sinh được. Cái lời nói như thế, khi mình hiểu được nó rồi thì nó sẽ bớt chấp thủ về cái lời nói, mình sẽ không có thấy là cái giọng này hay, cái giọng này ngọt, cái giọng này chua, hay là cái giọng này sẵn, hay là cái giọng này nó bớt đi cái chấp trước về cái giọng. Mình chỉ biết là nó chỉ là những cái vật chất nó tác động vào nhau, nó va chạm vào nhau, nó đập vào nhau và nó tạo thành cái âm thanh thôi. Thì lúc đấy mình sẽ thấy không còn đi chấp trước vào các cái giọng, không thấy, không còn cái ham nghe người khác này, người này hát hay, người này hát dở này. Hay dở nó chỉ là cái sự tác động của các cái sắc vật chất với nhau này. Khẩu hiệu chi có 9 yếu tố, đó là đất nước lửa gió màu mùi vị dưỡng chất. Và khẩu hiệu chi, khẩu hiệu chi có đặc tính là sự thay đổi của các sắc địa đạo sinh khởi bởi tâm đạo, và nó xuất hiện lời nói là cái sự thay đổi trong các cái sắc địa đạo do cái tâm tạo nên bởi tâm xuất hiện ra lời nói. Khẩu hiệu chi có chức năng là trình bày cái ý định đã. Mình có cái ý định gì trình bày qua cái lời nói. Khẩu biểu chi được thể hiện là những cái lời nói nó phát ra, cái âm thanh nó phát ra ở trong cổ họng nó phát ra. Và nhân gần của khẩu biểu chi đó là địa đạo ở trong sắc do tâm sinh. Cái tâm của mình nó sinh ra cái sắc mà nó có cái địa đạo ở chỗ đấy, là cái nhân của cái lời nói. Cái lời nói cũng là một cái yếu tố của những cái sự tác động và của các cái tính địa đạo nó tác động với nhau, nó va chạm với nhau. Có một cái sắc nữa, đó là sắc hư không, hay còn gọi là sắc không giới. Sắc hư không là những cái khoảng không gian hay những khe hở giữa những nhóm sắc để phân định ranh giới của sắc này hay là sắc khác. Ví dụ như là tất cả các cái nhóm sắc nó có những cái khoảng cách, nó có những cái khoảng trống, có những cái khoảng không gian, cho nên là nó có cái sự ranh giới giữa sắc này với sắc khác. Trong trên con mắt nó có nhiều loại sắc, nhãn tịnh sắc, thân tịnh sắc, hay là sắc mạng căn, sắc giới tính, sắc tâm sinh, thời tiết sinh, vật thực sinh. Nó có các cái loại sắc khác nhau, nhưng mà nó hòa trộn với nhau. Mặc dù nó hòa trộn với nhau, nhưng nó vẫn có những cái khoảng cách riêng biệt. Bây giờ mình có những cái hạt gạo tẻ, hạt gạo nếp, rồi là hạt gạo tám thơm, nhiều cái loại hạt gạo khác nhau mình trộn vào trong một cái thùng, thì mặc dù
là trộn chung trong một cái thùng đấy, nhưng mà nó vẫn có cái sự có một cái khoảng cách riêng biệt giữa những cái hạt gạo đấy, nó không có phải là một mà nó là khác, bởi vì nó có cái khoảng cách, nó có cái ranh giới riêng biệt ở trong thân thể của mình vậy. Tất cả những cái phần sắc thân dù là nhỏ bé nhất nhưng nó vẫn có cái khoảng cách, có những cái ranh giới, có cái sự riêng biệt với nhau giữa các cái nhóm sắc đấy. Thì cái khoảng cách đấy, cái khoảng không gian đấy thì được gọi là sắc hư không. Thì nhờ mình đưa tâm vào những cái ranh giới đấy, những cái khoảng cách đấy, mình thì lúc đấy mình mới thấy được cái sự cái thân này nó tan đấy, và mình mới thấy được những cái hạt sắc ni ti ở bên trong đấy. Thì bây giờ một cái thiền sinh vậy, mình có thể đưa tâm vào bất cứ một cái vật chất gì vậy, bất cứ một cái vật gì vậy, mình trông nó là một cái khối rắn rỏi vững chắc như thế này, nhưng mà bên trong nó vẫn có những cái khoảng trống, nó vẫn có những cái khoảng không, nó vẫn có những cái khẽ hở của nó ở trong đấy. Cho nên ở trong sắc thân của mình thì nó có những khe hở đấy là bình thường, và mình đưa được tâm vào và xuyên vào trong các cái căn, các giữa các cái khoảng không của các cái sắc này, mình thấy được những cái không gian riêng biệt đây. Thì lúc đấy mình mới có cái sự giới hạn, cái sự rạch ròi giữa các ranh giới của các sắc nó mới rõ ràng. Thì ra đây là cái sắc do tâm sinh, đây là sắc thời tiết sinh, đây là sắc do vật thực sinh. Nó cùng ở trên một cái căn như ở trên mắt, trên tai, trên mũi, trên lưỡi, trên thân. Nhưng mà nó vẫn có những cái sự riêng biệt của nó, vẫn có cái khoảng cách của nó giữa các cái hạt sắc với nhau. Thì cái sắc đấy được gọi là sắc do tâm sinh, được gọi là sắc không giới, hay còn gọi là sắc hư không. Thế thì khi mà phân tích được như vậy rồi thì mới thấy được rằng là thì ra là tất cả mọi thứ không có cái gì là rắn chắc, không có cái gì là có một cái khối nguyên thể, không có cái vật chất gì mà nó không có những cái khoảng, không có những cái khoảng không ở bên trong, tức là vẫn có những cái sự rỗng không nó ở bên trong đấy, nhưng vẫn có những cái lỗ hổng ở bên trong đấy. Vậy thì không có cái gì là chắc chắn tuyệt đối cả, mọi thứ dù nó rắn chắc đến đâu nó cũng chỉ ở cái mức độ tương đối thôi, không có những cái sự tuyệt đối. Thế cái điều đấy nó cũng sẽ làm cho mình mất đi cái sự chấp thủ đối với những các cái gì mà nó có hình tướng, mình thấy rằng là bản chất của nó không có giống như thế. Cái mà nó có hình tướng, nó vững chắc, nó rắn rỏi đến đâu thì nó vẫn có những cái khe hở, nó vẫn có những cái khoảng trống, cho nên nó là cái sự rỗng không. Thì sắc hư không nó có cái đặc tính là giới hạn, tức là giới hạn ranh giới, giới hạn ranh giới của các nhóm sắc, chức năng của nó là thể hiện ranh giới, biên giới của từng cái sắc khác nhau, và thể hiện của nó là các cái kẽ hở và các cái chỗ trống, và nhân gần của nó là các cái sắc được giới hạn. Thì một cái người nào mà thực hành cái pháp thiền quán 32 thân phận thì lúc đấy mình cũng sẽ thấy quán các cái thân phận của mình nó cũng phải có những cái gọi là những cái giới hạn của nó. Ví dụ như một cái sợi tóc, giới hạn của nó từ đâu đến đâu, từ ngọn tóc nó ở bên trên đầu cho đến chân tóc là nó phải nằm ở dưới da đầu, sâu vào trong da đầu bằng nửa cái hạt tóc. Đấy là nó có cái giới hạn của nó. Hay là cái da của mình nó giới hạn ở bên ngoài, bên trong của nó như thế nào. Thì đấy là những cái vật chất mà mình có thể thấy được. Còn những cái mà mình tuệ chi được, những cái hạt sắc chân đế, dù là những cái vật chất nhỏ bé nhất nhưng nó cũng có giới hạn như vậy, để nó có cái khoảng cách như vậy. Và cái sắc nữa là cái phân biệt tiếp, một cái vị thiền sinh cần phải phân biệt tiếp, đó là các cái sắc khinh, sắc nhu và sắc thích nghiệp. Đây là ba loại sắc, nó cũng là những cái tướng trạng của sắc này. Sắc khinh, sắc nhu và sắc thích nghiệp. Đây là sắc khinh là một cái tính nhẹ nhàng của sắc. Khi nào thân thể mình mắc bệnh hay là cái lúc mình đói, lúc mình mệt thì cái thân thì nó nặng nề, uể oải, thì mình chỉ muốn nằm im, không muốn dậy. Khi mình cái lúc đấy nó gọi là cái sắc mà nó
nó mà đã nặng nề như thế là mình sẽ cảm thấy nó không có được an, không được thoải mái. Còn cái lúc nào mà cái sắc mình mà cảm thấy nó khinh khoánh, nhẹ nhàng là cái lúc mình cảm thấy nó thoải mái nhất. Vậy cho nên là người ta hay làm mọi cách để làm cho cái thân thể này nó được thoải mái, nó được thoải mái, nó được dễ chịu, nó được nhẹ nhàng. Đó là người ta dùng những cái cách thức như là đi massage hay là đi giải trí hay là vận động, tập thể dục thể thao, tất cả những cái sắc đấy. Nhưng mà cái người nào mà cảm nhận được cái sắc khinh này rõ nhất, đó là chính là cái người mà hành thiền. Khi mà ở cái giai đoạn mình bắt đầu có một chút định, mình sẽ thấy cái thân nó nhẹ bẫng đấy. Tức là cái người nào mà có cái niềm vui nhiều thì cái người đó sẽ thấy cái sự nhẹ nhàng nó nhiều. Cái người nào mà có cái sự u sầu nhiều thì lúc đấy mình sẽ thấy cái sự nhẹ nhàng nó ít, và mình sẽ thấy cái sự nặng nề nó nhiều, nặng chịu một cái bầu không khí mà mình cảm thấy nó u uất, nó buồn phiền ấy, thì là mình cảm thấy nó nặng nề. Còn nếu như ở cái bầu không khí nào mà mình cảm thấy nó hoan hỉ, nó thoải mái, dễ chịu thì là lúc đấy nó mình sẽ thấy cái thân tâm mình nó đều trở nên rất là nhẹ nhàng, nó có cái trạng thái nhẹ nhàng lâng đâng. Như là người hành thiền nó có cái hỉ mạnh rồi, nó bắt đầu nó sinh ra cái khinh, khinh là cái tính nhẹ nhàng. Thì cái này nó là do cái tâm lý của mình nó tạo ra cái sắc này. Cái sắc thân của mình nó vốn là bốn đại đất nước lửa gió, bản chất nó vốn dĩ nó nặng nề là như thế. Nhưng mà cái tâm lý của mình nó có thể khiến cho cái thân, cái sắc thân này nặng nề thêm nữa, hoặc là cái tâm lý của mình nó cũng có thể khiến cho cái thân thể này trở nên nhẹ nhàng, trở nên khinh an. Thì đấy chính là cái sắc khinh. Sắc khinh là một cái tính nhẹ, là tính nhẹ này ở trên sắc này là do tâm lý của mình nó tạo ra. Khi nào có sức khỏe tốt, được ăn uống tốt, được nghỉ ngơi tốt, có thư giãn, tinh thần thoải mái, thì lúc đấy cái trạng thái nhẹ nhàng khinh an này nó sẽ sinh khởi nhiều. Cái sắc nó sẽ trở nên, sắc khinh này nó sẽ trở nên nổi trội lên, mọi cử động cũng trở nên nhẹ nhàng thanh thoát, lời nói cũng trở nên dịu dàng và dễ nghe. Nên là cái sắc khinh này nó thế, nó có, mình có thể thấy nó ở trên cái sắc thân biểu chi rồi. Có những cái biểu hiện, có những cái biểu hiện rất là nhẹ nhàng, nhưng cũng có những cái biểu hiện rất là nặng nề. Ví dụ như là cái lúc nào tâm sân nó khởi lên mà nó dơ cứ đấm là cảm thấy nó nhẹ à, cảm thấy nó rất là nặng nề, nghiến răng lại mắng, môi lại bắt đầu trợn mắt lên, bắt đầu nắm tay lại rồi cứ đấm ra. Đấy là cái lúc đấy là bắt đầu biểu hiện là cái tâm nó sinh ra một cái sự nặng nề. Nhưng mà cái lúc nào mà cái tâm nó vui thì nó sẽ sinh ra một cái biểu hiện khác. Những cái biểu hiện nó rất là nhẹ nhàng, như là vị đó đưa bàn tay lên múa bay như này, nó bắt đầu cười. Đấy là nó là biểu hiện. Và ví dụ như vị đó càng vui, vui quá vị đó không chịu được, vị đó nhảy lên. Nên là khi mà mình gặp một cái người nào đó mà mình quý quá, mình lâu ngày không gặp ra, mình nhảy lên đón chào, đưa cả hai tay ở chân. Thì đấy là cái mà biểu hiện của cái sự niềm vui đấy. Nó sinh ra cái sắc mà do tâm sinh, đó gọi là sắc khinh. Sắc khinh là cái sắc nó nhẹ như thế. Thì cái trạng thái nó nhẹ nhàng đấy, nếu như mà thì mình gặp một cái người khác cái tay bắt mặt mừng thì nó thoải mái, nó dễ chịu. Còn cái trạng thái nặng nề thì mình mang đến cái sự đau đớn khó chịu. Thì cái người nào cái tâm lý của mình nó cứ thoải mái thì nó sinh ra cái sắc khinh. Cho nên là với một cái hành giả là hành thiền mà đạt đến cái mức định rất là thâm sâu, rất là vững chắc, thì hạn vị đó có thể dùng cái định lực của mình, dùng cái tâm thiền của mình, và vị đó có thể bay được lên, có thể bay được lên trên hư không được, hay là ngồi giữa trên hư không được. Thì đấy là cái vị đấy, vị đó làm cho cái thân nhẹ như tâm, tâm nhẹ như thân. Cho nên là vị đó sẽ từ cái thân của mình mà đi đến các cái cõi chư thiên phạm thiện. Biểu hiện của sắc khinh là như thế. Nên là người nào muốn có sắc khinh thì hãy rèn luyện cái tâm. Cái tâm nó được thoải mái, dễ chịu, cái tâm cao thượng thì cái sắc nó sẽ khinh an. Còn cái tâm nó mà hướng đến bất thiện thì cái sắc nó sẽ trở nên nặng nề. Còn cái loại sắc nữa đó là sắc nhu nhuyễn,
hay gọi gọi là sắc nhu. Nhu ở đây có là cái tính mềm mại, cái tính mềm mại của sắc. Ví dụ như có những cái sắc mà nó bị cứng đơ đơ, nó không được mềm mại, vì nó không được vận động thường xuyên, hay là nó không được chu cấp vật thực đều đặn, hay là cái nhiệt độ nó không được tốt, thì cái sắc đấy nó trở nên cứng rắn lại, và nó thiếu đi cái tính mềm mại, cái tính linh hoạt, và nó dễ sinh ra những cái bệnh tật. Còn nếu mà cái sắc mình được rèn luyện này, mình được vận động này, được cung cấp vật thực này ở trong cái nhiệt độ mà nó vừa phải, nó không nóng, nó không lạnh này, và có một cái tinh thần tốt nữa, thì nó sẽ có cái sắc nhu nhuyễn. Thì cái sắc này nó không phải là được tạo ra bởi cái yếu tố bên ngoài, mà nó tạo ra bởi cái tâm lý của mình. Khi mà cái tâm lý của mình nó được thoải mái, nó được dễ chịu rồi, thì nó sẽ, hay là nó có cái sự rèn luyện rồi, thì nó được cái, nó có cái tính mềm mại. Cho nên là cũng có những cái người thì cái thân thể của mình nó cứng, nó có những cái người thì có cái sắc thân nó mềm mềm mại, thì cái đấy nó được biểu hiện ra ở cái, có thể là ở cái sắc thân, ở cái cử chỉ. Có những người có cái cử chỉ rất là thô, nhưng mà có những cái người lại có những cái cử chỉ nó rất là mềm, nó rất là dẻo dai, mềm mại. Mềm mại cho nên là người ta có thể là múa may đấy, thứ nhất là những cái diễn viên múa là người ta rèn luyện được cái tính mềm mà. Tay chân nó mềm thì nó khác với cứng. Về cái đấy nó gọi là cái tánh nhu, mà cái tánh này, cái sắc này nó cũng có thể được biểu hiện ở trên cái lời nói. Ví dụ có những cái lời nói thì cọc cằn thô lỗ, nhưng mà cũng có những cái lời nói thì nó rất là mềm dẻo đó, nhẹ nhàng uyển chuyển. Thì đấy nó cũng là cái tâm lý của mỗi người. Cái người nào mà cái tâm thô lỗ thì nó sẽ thể hiện ra, một là nó thể hiện ra cái cử chỉ ở bên ngoài, đó là cái cử chỉ đi đứng thì thô, đi cứ đi đến đâu là cộc cộc cộc, làm cái gì lầm rầm, đụng vào cái gì là khua kháo ầm ĩ đi. Thì cái đấy là cái tâm nó không được rèn luyện, nó không được thoải mái. Nhưng là cái người nào mà đang giận dữ cái gì, người ta đúc mà cái gì, người ta chỉ muốn cõ cho nó phát ra thành tiếng. Gọi là người ta cứ mắng chó chỉ nhau hay giận cá chém thớt ấy. Cầm cái dao chém vào thớt ầm ầm ấy, là biết là người ta đang muốn xử lý cái người nào đấy. Nhưng mà cái người nào mà được cái tâm lý nó thoải mái, thì cái người đấy, mọi cái cử chỉ, mọi cái hành động của người đó nó lại trở nên rất là mềm. Người làm cái gì nó cũng rất là nhẹ, nó không phát ra âm thanh, nó không phát ra tiếng động. Từ cái đi lại cái này rất là nhẹ nhàng, người ngồi bên cạnh không nghe thấy cái tiếng bước chân. Và người ta làm cái việc gì nó không phát ra tiếng động, không quấy rầy, không làm phiền, không làm ồn với cái người khác. Thì cái người đấy là có cái sự rèn luyện và nó tạo ra cái sắc, có là cái sắc nhu nhuyễn. Và cái lời nói của người đó nó cũng nhẹ nhàng, nó cũng mềm mại, nó không có cộc lốc, nó làm cho người khác buồn phiền khó chịu. Thì cái này nó là do cái sự rèn luyện của tâm. Người nào có cái tâm lý rèn luyện thì nó sẽ tạo ra cái sắc nhu nhuyễn này. Cái sắc nhu nhuyễn này thì nó sẽ rất là mềm dẻo, mềm mại ở trên thân và trên khẩu của người đó. Một cái loại sắc nữa được gọi là sắc thích nghiệp, đó hay là còn gọi là cái tính thích nghi của sắc. Đây là một cái loại sắc đó, do có cái sự nhẹ nhàng mềm mại nên nó có cái sự thích nghi dễ dàng nhé. Người nào mà có được cái sự nhẹ nhàng ở nơi thân, ở các cái cử chỉ hành động người nói ấy, và có cái sự mềm mại đó, thì cái người đấy sẽ dễ dàng thích nghi được với cái mọi môi trường khác. Ví dụ như là mình đi đến đâu mình cũng có thể thích nghi được với cái môi trường ở đây, thích nghi được với những cái người khó tính, thích nghi được với những người dễ tính. Đến những cái nhà nào, môi trường nào gặp những cái sự thay đổi về văn hóa hay là về cái phong tục, về tập quán, về cái sinh hoạt, về thói quen hàng ngày, mà cái người nào mà có cái sự mềm dẻo nhẹ nhàng thì cái người đấy sẽ thích nghi rất là nhanh chóng. Nhưng mà cái người nào mà không có cái sự nhẹ nhàng, không có cái sự nhu nhuyễn ấy, thì cái người đấy sẽ rất khó thích nghi. Những người nào mà cứng rắn, những người nào mà nặng nề, uể oải, chậm chạp thì lại rất là khó thích nghi được khi mà phải thay đổi một cái môi trường sống, cái điều kiện sống, cái hoàn cảnh, thì nó không thích nghi.
thì cái tính thích nghi là nhờ có thích nghi. Thích nghi ví dụ như sự thích nghi về thân khi gặp thời tiết nóng lạnh đổ mồ hôi, khi mà lạnh quá thì nó có thể nóng lên, cái thân thể của mình nó cũng có thể thích nghi được với những cái điều kiện thiên nhiên, hoặc là nó thích nghi được với những cái vấn đề về tâm lý, thích nghi được ví dụ như là mình cần nói cái lời nói gì cho nó thích hợp, mình cần có những cái cử chỉ, có những cái hành động gì cho nó thích hợp ở với cái môi trường, ở từng cái môi trường khác nhau, từng cái con người khác nhau. Đấy được gọi là nó tạo ra cái sắc thích nghi. Cái người này thích nghi về thân, thân của mình có thể thích nghi được với mọi hoàn cảnh. Tâm của mình cũng có cái, mình có thể thích nghi, cái lời nói nó có thể thích nghi được với từng người, từng hoàn cảnh khác nhau. Đấy được gọi là cái sắc thích nghiệp. Đó là một cái trạng thái thứ ba, hay là ba cái sắc này, sắc khinh, sắc nhu, sắc thích nghiệp này. Thì nó luôn luôn đi cùng với nhau. Nó có sắc khinh, nó có khinh thì nó sẽ có nhu, nó có khinh có nhu rồi thì nó sẽ có cái sự thích nghi rất là dễ dàng. Muốn thấy các sắc này thì nó cần phải phân biệt, ví dụ như là thân biểu chi, rồi tác ý đến tính nhẹ nhàng của nó thì đó là sắc khinh, tác ý và cái tính mềm mại của nó là tác nhu, và đó là gọi là sắc nhu, và tác ý đến cái sự thích nghi của nó gọi là sắc thích nghi, sắc thích nghiệp. Vì đó phân biệt khẩu biểu chi rồi tác ý đến sự nhẹ nhàng, sự mềm mại và sự thích nghi của nó. Thì lúc đấy thì nó muốn phân biệt cái sắc này thì nó phải tác ý, vì nó phải nhớ lại những cái thời điểm mà mình có cái thân nhẹ nhàng, có cái thân nhu nhuyễn mềm mại, có cái thân là thích nghi. Hay là mình phải tác ý đến những cái lúc mà mình nói những cái lời nói nhẹ nhàng, cái lời nói mềm mại và những cái lời nói mà nó phù hợp thích nghi ấy. Thì lúc đấy mình sẽ cảm nhận được các cái sắc này. Thì lúc đấy phân biệt những cái sắc khinh, sắc nhu, sắc thích nghiệp ấy, thì cái người đấy cũng sẽ hiểu ra rằng là cái người mà người ta có những cái cử chỉ, có những cái lời nói nhẹ nhàng, mềm mại, thích nghi, thích phù hợp ấy, đấy là cũng là một cái trạng thái của cái tâm lý do cái khởi lên một cái ý muốn như thế. Những cái sắc này nó đều là do tâm sinh, cho nên là con người ta có thể rèn luyện được các cái tính cách này, rèn luyện để tạo ra cái sắc này và dần nó thành cái thói quen, và cái sắc này nó thường xuyên nó sinh lên thì nó sẽ trở thành cái tính cách. Nên cái người nào mà không có cái sự rèn luyện thì nó sẽ, cái sắc này của nó sẽ yếu. Có những cái người rèn luyện nhiều cái sắc nó sẽ trở nên mạnh, nhất là cái người hành thiền nhiều nó trở nên khinh an nhu nhuyễn, nó có thể dễ dàng thích ứng, thích nghi được với mọi điều kiện. Có những người không có cái sự rèn luyện thì những cái sắc ấy nó kém, cái thân thể hay là lời nói nó đều nặng nề, thô tháo, cứng rắn và nó khó thích nghi, khó được chấp nhận, khó phù hợp, khó có thể nào mà thích nghi được với những cái sự thay đổi. Đặc tính của cái sắc khinh, sắc khinh hay là cái sắc nhẹ nhàng nó có đặc tính là không chậm chạp. Sắc khinh là nhẹ nhàng nên nó linh hoạt, nó không chậm chạp, nó được tạo nên bởi tâm, thời tiết và vật thực. Cái tính nhẹ nhàng có thể là tâm lý của mình thoải mái, hoan hỉ, nó có cái tính đấy. Có thể là cái ở mình ở trong một cái thời tiết tốt là nó sẽ có cái thân thể nhẹ nhàng, hoặc là nó có thể là do cái vật thực tốt, ba cái yếu tố đấy nó sẽ tạo ra được cái sắc nhẹ nhàng. Chức năng của nó là xua tan cái tính nặng nề, thể hiện của nó là cái sự nhẹ nhàng, và nhân của nó đó là cái, những cái nhân của nó là những cái vật chất nhẹ, hoặc là nhân của nó là ba cái yếu tố tâm, thời tiết và vật thực tiện, để nó tạo nên cái sắc khinh, sắc thích nghi. Cái sắc nữa đó là cái sắc nhu, nó có một cái đặc tính đó là không cứng, không cứng đắn hay gọi là cứng sượng. Của sắc thực được tạo nên bởi tâm, thời tiết và vật thực. Cái sắc nhu này cũng thế, có thể là do cái tâm lý của mình nó được thoải mái, nó dễ chịu này, nó tạo nên cái sắc thân hay là cái lời nói này được mềm mại, hoặc là do thời tiết, hoặc là do vật thực nó tạo nên. Chức năng của nó là loại bỏ cái tính cứng, thể hiện của nó là không bị trở ngại, và nhân gần của nó là cái sắc nhu nhuyễn, là cái tính mềm mại này. Còn sắc thích nghi, sắc thích nghiệp nó có cái đặc tính là thích nghi với các hành động về thân,
chức năng của nó là xua tan tính khó sử dụng, thể hiện của nó là không gọi yếu kém, cái nhân gần của nó là cái sự thích nghi, có thể thích nghi được. Cái sự thích nghi thì nó sẽ rất là giỏi giang, bởi vì là đi đến đâu nó cũng có thể làm được những rất nhiều những cái điều phù hợp. Thích nghi và phân biệt về còn bốn cái sắc nữa, gọi là sắc tứ tướng, bốn cái tướng trạng của sắc, đó là sắc sinh, sắc tiến, sắc vị và sắc diệt. Sắc nó có cái tính là sinh ra, sắc nó có cái tính đó là trưởng thành, sắc nó có một cái đặc tính đó là già đi, và sắc nó có một cái tính nữa đó là chết, gọi là sinh trụ dị diệt, sinh già bệnh chết. Đấy là cái bản chất của sắc, người ta sinh ra phải có già, phải có bệnh, phải có chết. Cái sắc nó không tránh được khỏi những cái tính này. Thì đầu tiên là sắc mà sinh ra, sắc ở cái giai đoạn bắt đầu sinh ra, ví dụ như cái giai đoạn bắt đầu ở trong bắt đầu đi đầu thai, cái giai đoạn bắt đầu thọ thai ở trong cái sắc tục sinh, bắt đầu nó có cái sắc trái tim, thân tịnh sắc và cái sắc giới tính ấy. Ở cái thời điểm tục sinh bắt đầu là nó sinh lên, và sau đó khi mà ở trong cái giai đoạn thai nghén thì bắt đầu là cái dinh dưỡng của người mẹ hấp thụ vào trong người con, bắt đầu nó sinh ra những cái sắc do thời tiết, sắc vật thực, cái sắc do tâm sinh, nó sẽ sinh khởi ở cái giai đoạn đầu tiên, thì được gọi là cái sắc ấy là nó sinh lên. Thì với một cái thiền sinh mới sẽ chưa phân biệt được cái sắc này, chỉ có khi nào phân biệt đến quán biên duyên khởi mới phân biệt được cái sắc sinh. Nhưng còn với những người mới bắt đầu phân biệt sắc thì chỉ phân biệt được cái loại sắc này, đó là sắc tiến. Ví dụ sắc sinh có là tính là sinh ra, chức năng là làm cho sắc pháp khởi lên lần đầu, thể hiện là sự khởi động và hoàn tất của sắc thực, mà nhân gần là sắc sinh. Còn thường thường mới phân biệt, người mới phân biệt sắc thì bắt đầu phân biệt từ sắc tiến, sắc dị và sắc diệt, bốn cái sắc này. Các cái loại sắc thực ở sáu căn khắp toàn thân, sau khi sinh ra nó sẽ trải qua một cái quá trình, đó là trưởng thành, biến dị, tan hoại, cho nên gọi là sắc tiến, sắc dị và sắc diệt. Cái thân thể của mình cũng thế, lúc mình sinh ra thì bé tí tí, cân lên được có 1-2 ký, mấy năm sau nó cứ từ từ nó tăng cân lên 10-20 ký, cứ lên được nó có cái sự tiến triển lên, mà về già bắt đầu nó nhăn nheo, bắt đầu nó có cái sự lão hóa. Rồi bắt đầu đến 70-80 tuổi nên nó sẽ từ từ đi đến giai đoạn chết diệt. Thì cái nó thể hiện ở như thế là mình thấy bằng cái sự tương đối, bằng cái mắt thường. Còn trong cái pháp thực hành thiền tuệ thì nó lại, những cái quá trình này nó lại diễn ra một cách liên tục và ngay lập tức. Nó có một sát na nó sinh lên, sinh ra, rồi bắt đầu nó có cái sự tiến triển, nó có cái sự trưởng thành, rồi một cái sát na của nó bị não hóa và một cái tác xa của nó chết ngay lập tức, rồi nó lại tiếp tục như thế, nó lại sinh ra, nó lại già đi và nó lại chết, nó lại biến dị và nó chết, nó cứ như thế nặng nặng liên tục là cái bản chất của sắc nó là như vậy, nó cứ, cho nên là nó có sắc tiến, là sự tiến triển của sắc, chức năng là neo lại, thể hiện là không gián đoạn của sắc, và nhân gần là sắc được neo lại. Thì cái giai đoạn này gọi được gọi là sắc nó cái giai đoạn trú, an trú, trụ, và nó đến một sau một cái sát na trụ, nó đến một cái sát na nó là biến dị, già nua, nó sinh lên một cái nó già ngay, một cái sát na nó sinh, một cái sát na nó sinh ra, nó trưởng thành và nó già ngay lập tức. Thì cái sắc tiến là cái giai đoạn trưởng thành, còn cái sắc dị này đó là cái giai đoạn già nua. Thì nó giống như thân thể con người mình nhé, bắt đầu sinh ra này, xong rồi nó có một cái quá trình để trưởng thành, phát triển, phát triển đến mà một cái giai đoạn nào đấy nó sẽ dừng lại, không phát triển nữa, và tiếp theo đó là một cái giai đoạn bắt đầu già nua, già nua rồi là bắt đầu nó sẽ chết. Thì khi mà tuệ chi ở trong các cái hạt sắc thì nó liên tục như thế, nó cứ sinh ra, nó trưởng thành một cái, nó già và nó chết ra, và nó các cái quá trình nó cứ diễn ra liên tục như vậy. Thì cái đấy nó, thì cái lúc đấy mình mà muốn thấy các cái sắc này
mình mà chú tâm ở cái sắc tiến thì lúc ấy mình chỉ thấy ở cái sắc mà nó đang tiến triển thôi. Mình mà tác ý là chú tâm trên cái sắc đang biến dị này, thì mình sẽ thấy cái, mình chỉ có thấy một cái trạng thái là đang biến dị của sắc, đang biến dị của sắc. Nhưng mà mình chú tâm trên cái tính diệt thì mình thấy được cái sắc nó cứ diệt 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 liên tục. Thì cái đặc tính của già nua héo mòn, chức năng của cái sắc này nó là đưa đến giai đoạn cuối. Thể hiện của sắc này là mất đi sự tươi trẻ, và nhân gần của sắc này là đang biến dị. Đây là những cái người nào mà bắt đầu đến cái tuổi già là nó như thế này. Càng ngày nó càng héo mòn đi, càng ngày thì nó càng, cứ mỗi một ngày trôi qua mình cứ càng mong cho mùa xuân đến thì mình càng tiến gần đến cái sự chết này. Càng mong cho càng có nhiều thêm một tuổi là mình sẽ bớt đi một năm, một cái tuổi sống, mạng sống mình nó lại ngắn đi một giai đoạn. Nên đưa đến giai đoạn cuối này, mỗi ngày nó đưa đến cái giai đoạn cuối một chút. Thể hiện của nó là sự già nua, và càng ngày nó càng đánh mất đi cái sự tươi trẻ, càng ngày càng già hơn, càng ngày càng nhăn nhó hơn. Và nhân gần của nó là cái sắc đang biến dị, tức là mỗi ngày nó lại biến dị hơn một chút nữa. Biến dị hơn một chút. Ở cái giai đoạn tiến triển ấy, thì mỗi ngày nó lớn lên một tí, mỗi ngày nó lớn lên một tí. Ở cái giai đoạn mà nó não hóa này thì mỗi ngày nó lại già đi một tí, mỗi ngày nó già đi một tí. Còn ở đối với trong cái hạt sắc ấy thì nó chỉ có sinh ra một cái, nó tiến triển, nó già, nó chết thôi. Thì nó có cái tướng trạng của sắc là như thế. Cho nên là cái người mà thấy được những cái trạng thái này của sắc thì nó cũng giống như là cái người mà thực hành thiền tuệ mới cảm thấy được cái sắc này nó ngắn ngủi, sắc này nó giả tạo, sắc này nó vô thường, sắc này nó không thật. Nên lúc đấy thì mình cảm thấy nó cái sự kinh cảm nó mới sinh khởi. Sắc diệt thì nó có một cái đặc tính là tan hoại, chức năng là làm cho sắc biến mất, thể hiện là tiêu diệt hay là rụng rơi. Nhân gần của nó là sắc tan hoại. Thế là thì cho đến cái sắc này là đủ 28 loại sắc. Từ lúc bắt đầu phân biệt sắc cho đến khi mà phân biệt xong sắc tư tướng này nữa là hết cả 10 cái sắc không thực. Thì tóm lại có là trong số 28 loại sắc thì có 18 sắc thực. 18 sắc thực đấy là đối tượng của cái pháp thiền minh sát. Và 10 sắc không thực là trạng thái của sắc thực, nên nó không phải là đối tượng của thiền minh sát. Nên là cái người hành thiền thì mình phân tích sắc, cả sắc thực và sắc không thực để hiểu rõ về bản chất của sắc. Sau đó thì mình hiểu ra sắc rồi thì bắt đầu lúc đấy mình đến cái giai đoạn thực hành thiền tuệ, thiền vipassana, thẩm sát các cái tướng trạng vô thường khổ vô ngã của sắc. Thì lúc đấy mình chỉ hướng tâm đến 18 sắc thực là đối tượng, và những cái sắc không thực thì nó phải đối tượng là tướng trạng, mình chỉ cần hiểu được nó như vậy. Là cả 28 loại sắc đối với là cái nhiệm vụ cần phải thực hành của cái thiền sinh thực hành thiền. Và 28 loại sắc này thì nó hiện diện ở trên 6 căn môn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, và cả các cái thân phần khác như là 42 thân phần, như là 32 thể trực, rồi là 4 cái thân phần nó thuộc về nửa, 6 thân phần nó thuộc về nhóm, đều được phân tích về cái sắc uẩn này. Khi mà phân tích xong sắc uẩn thì lúc đấy vị đó mới có cơ sở để phân tích các cái tâm, các cái danh uẩn, các cái tâm thức của mình nó nương trên cái sắc này để nó sinh khởi. Cho nên là cái pháp hành thiền tuệ đầu tiên là phân tích sắc để thấu hiểu, thấu triệt về sắc rồi, để sau đó mới phân tích về danh. Thì phân tích về sắc để mình đoạn trừ những cái chấp thủ với sắc. Thì mỗi một người nó có những cái tham ái, có cái dính mắc, có cái chấp thủ khác nhau. Có những cái người thì rất là tham ái với sắc, dính mắc với sắc, chấp thủ với sắc. Nên từ sắc mà sinh ra những cái vô minh tham ái, tạo những cái ác nghiệp và bị sinh tử. Nhưng mà cũng có những người cái sự tham ái dính mắc với sắc nó rất là ít, nhưng mà người ta lại tham ái với các cảm thọ. Ví dụ tham ái với sự vui buồn. Người đó không quan trọng về vật chất nhưng lại quan trọng về tinh thần. Còn có người thì không quan trọng tinh thần nhưng mà lại rất chú trọng về vật chất. Thì đấy là mỗi người nó có cái sự dính mắc với nhau. Cho nên là một cái thiền giả cần phân tích sắc
để mà hiểu rõ được bản chất của sắc, dứt được tham ái với những gì nó thuộc về vật chất. Khi mà phân tích được sắc rồi thì cái gì nó là vật chất thì mình sẽ thấy được là vật chất nó như nhau, cái bản chất tột cùng của nó chỉ là tứ đại, chỉ là tứ đại đất nước mưa gió thôi. Cái lúc đấy những cái người có tham ái vật chất thấy là nhà cửa, mình bảo ôi nhà cửa nó chỉ là đất nước mưa gió, hay là tiền vàng, quan sát trong tiền vàng nó chỉ đất nước mưa gió. Mình tham ái với con người, mình quan sát trong con người nó chỉ là đất nước mưa gió. Thế thì cái thân xác con người và vật chất ở bên ngoài nó cũng chỉ là như nhau, nó chỉ là tứ đại đất nước mưa gió, nó chỉ là những cái hạt sắc đấy thôi. Sắc do tâm sinh, thời tiết sinh, vật thực sinh, mà do cái nghiệp quá khứ nó sinh. Thế để mà dứt bỏ được cái tham ái đối với vật chất, do mình hiểu được cái bản chất thật sự của vật chất, vì vậy nên là cần phải thực hành thiền phân biệt sắc. Bài sau là thực hành về thuộc về thiền phân biệt về tâm, phân tích các cái trạng thái tâm. Vậy thì với những người mà không có cái sự tham ái dính mắc với vật chất thì sẽ phân tích về tâm. Mọi người hồi hướng. Idam me punyam asawa kadam vaham hotu. Idam me punyam nibbanasa Pajayo Otu Mama Punya Bhagam Sapasatanam Pajemi Desabe Metamam Punya Bhagam Napantu. Với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Phật. Với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Pháp. Với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Tăng. Nhất định nhờ sự hành pháp tuần tự này, con sẽ thoát khỏi sinh già bệnh chết. Phước lành này của con, nguyện đoạn trừ các nậu hoặc trầm luôn. Phước lành này của con, nguyện làm duyên thành tựu được niết bàn. Phước lành này của con, xin chia đến tất cả chúng sinh, mong tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy đều nhau. Sa-du-sa-du.